Mão 1939, sau ngày 18 tháng 5, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo viết kệ giảng Thuyết Đạo Lý và độ bệnh bằng nhiều phương cách cho bá tánh lê dân tại làng Hòa Hảo. Đến ngày 1 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, Ngài viết bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Nội dung Đức Giáo Chủ bày tỏ cho mọi người vì nhiệm vụ thiêng liêng nên Ngài phải lăn xả vào chốn thế trần để giác dân hướng thiện theo đạo lý nhiệm màu của Đức Phật Thích Ca. Ngài thiết tha khuyến giáo hãy ráng tỉnh tu, chẳng có gì khó khăn cách trở. Phần Ngài gì gặp phải thời suy vẫn bị, nên với bổn đạo phải chịu một thời gian xa cách. Dẫu lắm nhớ thương cũng phải cam lòng cố gắng tu hành, đừng xa lơi đường đạo đức. Ngài còn cho biết nếu bổn đạo thật lòng tưởng đến thì Ngài sẽ có mặt bên cạnh liền khi, tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tự sân trình đảo lai. Bởi nỗi nhớ thương của Đức Thầy đối với bổn đạo còn hơn nhiều lắm. Đến ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, bỗng nhiên được tin nhà chức trách châu đốc có lệnh dời Ngài đi Sa Đéc. Kính mời chư quý vị cùng lắng nghe lại lời châu ngọc của tổ thầy, sẽ do hai đồng đạo Thành Lòng nhắc lại. Nguyễn Thị Ngọc Dung. Thiên đường lộ ấy nào xa, muốn cho khỏi khổ xem qua lời truyền. Trương Ngọc Giàu. Từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng tôn phụ thầy. Sẽ Thành Lòng nhắc lại. Nam mô A Di Đà Phật. Canh thần năm thiệt là rồng, từ ngày mượn xác trần hồng đáo lai. Tháng năm kỷ mão đến nay, khắp trong ba tánh gặp bài sấm kinh, lời dân tao nhã tình, bởi dân sắc lệnh thiên đình sai ta. Xuống trần lão dũng khuyến ca, đầu đuôi cả tỏ ngâm nghe ít bài. Tạm đây ta mất lùi hài, vì trên bể ngọc triều rài hội quy. Không đành tách gốc ra đi, nên dùng lời lẽ từ thì ba gia. Thiên đường lộ ấy nào xa, muốn cho khỏi khổ xem qua lời truyền. Dâu xưa hiền, thương trần mượn sắc bút liền
ra cơ. Thấy trong bát tánh ngần ngơ, nay thầy xa tớ bơ vơ một mình, gặm trong hai chữ nhục dinh. Xưa nay thiên hạ kể kinh ít dùng, cúi đầu tâu lại cầu trùng. Ngọc hoàng ban chiếu lão khùng, giáo dân gái trai lớn nhỏ ân cần. Chùi lao vẹn mặt thì gần thanh tiên. Tây phương đua nở hoa niên, chờ người hộ phước thiện duyên từ hòa nhân cùng bốn. Đời nay mà kẻ anh nghe chẳng kiến lời lẽ Phật đàn từ bi, lang tâm trách nết vô nghì, nhỏ không biết nể kính gì bề trên, nhỏ lời ta chỉ về cầu tại gia. Có đau thì thuốc đó mà dòm trong bản chữ về nhà kiếm cây. Nay thầy chịu lệnh về tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua. Dạo trong khắp cõi ta bà, nơi nơi chốn chốn quỷ ma rối loạn. Chữ rằng nhân thiện di năng, dầu cho tài trí cũng mang nở trần. Có đeo bệnh tật giao thân, dễ dàng sẽ nhỏ giấy thần độ vô. Thành lòng nước lá nên hồ, hồ tâm Phật ban cam thương ba tánh tai nạn. Gặp cơn giông tố nào an lòng này, đợt ta vốn thiệt không dây vô duyên khó biết lời thầy. Từ trên tới dưới thùng quà, hay hơn châu báu ngọc ngà giáo sáng. Thầy về tâu lại Phật đàn, cuối sinh nhỏ phương
xóm làng bình yên. Giống nội thiệt cốt rồng tiên, mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu. Muốn xem bốn chữ Long Châu, bền gan sắt đá sòng nâu tu trì, tu hành mà mãi sợ ta gạt gẫm cung kỳ cho dân. Gia tự khắp hấp dương trần, dân du chốn cổ lưới thần bùa ra. Trừ loài độc địa mới là yên thân. Biết sao cho tội lòng dân, kẻ ở đạo đức người cần vinh quang. Xót lòng cây vô ba hấp mắt là lặng tâm, thân hồn đêm vắng khóc mà thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào em. Từ nay cách biệt xa chừng đơn nở đứt dây, chưa vui vui hiệp bóng thầy lại sang. Tình say trong giấc mộng qua, mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dâng lòng tưởng sân trình đau lai. Nghe sâu lời lão càng bài, tìm trong não gặp ngày bình an. Kim lân xích phùng lâm nàng, cho nên phận lão đâu an thân già. Tao tận lo liệu năm ban, biết sao hiệp mặt lòng già mặt ngoài gương gạo bài bụi, chớ trong tim phổi rối nồi như tơ. Tuồng đời như cá trong lờ, thọc tay vô bắt còn ngờ kẹt hơn. Bao nhiêu tâm đạo góp tâm, dặn dò kỹ lưỡng trong năm khắp mà cùng. Chừng nào tôi được hết khùng, thì là dân sự còn dùng làm chi. Bằng lòng gán tỏ dân
trì sớm khuya. Nhớ câu ăn giấy bỏ bè, được thân sung sướng dội lè tổ tông. Kể ra lại bắt mùi lòng, ngán đời mua bưởi bán bồng chát chua. Cứ theo cái lối vua, dạ toàn đốt miễu phá chùa từ bi. Dạng khó thêm gánh ít gì, thôi ta thẳng vậy thì thẹn thêm. Bóng trăng cây đỡ ban đêm, trầu ăn nhã bà lại thêm mời hoài. Khùng ngồi nói chuyện quá dài, bị lòng bác ai nói hoài chẳng thôi. Thấy đời mặt lo không bôi, lại khoe kép giỏi một hồi múa men. Tờ chào ta trở lại thì đèn hết luôn. Thân khùng là phận sĩ phu, chẳng ham danh diệu miếng tu vuông tròn. Khôn thì lánh chốn đào đòn, dài thì lọn cuối đồ ngon ăn thừa. Hai lòng uống lưỡi đầy đưa, ý hơi hạng gió mất lừa trương lương. Nhớ qua hồi lúc đời đường, hiền thần nhân quý người đương ẩn mình. Cửu thiên còn dấu tài dinh, chờ ngày mãn hạn phép linh ban rài. Giang kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Xác trần để lại làng hoa, lời thăm bốn phía ngọc tòa ta lui. Âm dương cách trở xa xôi, nhắn cùng ba tánh chớ ngôi tất lòng. Phận khùng thân ơi lòng đông, còn lo cho thấy hài lòng tôn mưu. Ta không gây quán kết cầu, cớ sao dân sự phiền ưu nói gì. Khoa tràng lính mở hỏi thi, nên ta xuống bút dài thì trầm gian. Chớ mạnh hòn giữa lâm sang, thành thời còn
chẳng lo ấm phú thi an nhàn. Quân thần phụ tử vinh giang, hết lo cái đắng khùng an phận khùng. Tới đây từ biệt khắp cùng, thay lìa khỏi xác thiên cung phản hồi. Đục trong càng tỏ khúc nôi, thấy dân tu dối nghĩ thôi bằng lòng. Lang tâm như thú thiếu lông, trở treo cửa miệng trong lòng gươm đau. Ra đời chẳng nể công lao, chẳng hờn không giận hùng hào còn gánh. Hiệp chung một cõi nhánh nhành, xâm xoay lá tờ bế tình ấy đoạn trường. Cái qua tích cũ